Hi, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách sửa là một cái TV LCD ha, hiệu Samsung. Đây, model nè. Rồi thì hiện tượng của nó là mình mở lên mình hát các bạn, chút xíu là tắt à. Hát chút là tắt, hát chút là tắt à. Rồi. Thì bây giờ mình mở máy lên cho bạn coi thử ha. Đó. Đó. Được tầm khoảng 5-10 giây là nó tắt các bạn. Đó. Rồi, thì bây giờ mình tiến hành tháo ra. Rồi kiểm tra xem coi bên trong nó bị hư cái gì á. Đó, thì đó là bên trong của nó nè các bạn. Đó. Vô chính nè. Vô nguồn nè. Có hấp bên đây. Tiếp cơm. Rồi, thì bây giờ đầu tiên mình kiểm tra ha, kiểm tra phần nguồn nè, mới đầu quan sát mình kiểm tra ha. Nguồn thì sơ bộ mình dòm ở ngoài á, mình coi coi nó có bị phù phì hay là nó bị chập cháy gì không ha. Thì ở đây thì mình thấy là bên sơ cấp là nó không có nè. Coi bên thứ cấp nè, bạn thấy không, tụ phì nè, đây cũng phì nữa nè. Đó, mấy tụ này là nó tại hết rồi. Rồi bây giờ mình tiến hành tháo ra, mình thay mấy tụ đó trước ha, tại thấy trước mắt á. Tháo ra lấy cái bo nguồn ra luôn ha. Đây. Bo nguồn đó nè các bạn. Nó trong đây nó có một cái con điện trở mà nó bị oxy hóa nè. Nó bong cái chân lên luôn. Ở đây có con trở nữa, nó cũng bị oxy hóa, nó xét phù cái đầu luôn nè các bạn. Đó. Rồi, bây giờ mình vệ sinh cái này lại. Vệ sinh cái bo này của mình lại ha, cho sạch đi. Rồi mình tiến hành mình thay những cái con mà mình thấy trước mắt á. Chắc lâu lắm rồi. Rồi, bây giờ tìm mấy con tụ này để mình thay vô. Ở đây là con 1000 mi nè các bạn. 35V. Con này thì 1000 nhưng mà 25. Con này cũng 1000 25 luôn. Rồi, bây giờ kiểm tra trước mắt mình thay mấy con tủ đó trước đi ha. Đây các bạn. Hai con tủ này nối tiếp nè. Nó không có, người ta mới thay hai con này nói tiếp nè các bạn. Con bị phì, con không phì. Rồi, bây giờ kiếm mấy con tụ 50V ha. Đây. Đó, giờ mình thay vô cho nó luôn. Thì xì chắc nó xì luôn cái dung môi trong đây ra luôn nè các bạn.
Con này 1035. Mình thay con giống nãy luôn. Con giống nãy luôn là 1050V ha. 1000 mi mà 50V. Thấy cái phần nào nó bị bong tróc thì mình hàn lại luôn nha các bạn, để tránh trường hợp sinh thêm ban đó. Rồi, ok, vệ sinh cái con chở này nè, là nó bị đóng oxy quá nè. Nếu như mình không vệ sinh thì thời gian sau nó bị xét luôn, nó đứt luôn cái chân này các bạn. Rồi tiếp theo thì cái tới cái con điện trở này, hai con này nó giống nhau nè đó, mà cái con này nó bị oxy quá, nó xét rồi đó nè, nó xét nè. Thôi bây giờ mình lấy nó ra mình đo coi nó là bao nhiêu, rồi mình tìm con khác mình thay ha. Con này nó xét quá nhiều rồi nè, hỏi xét xẹt cái luôn đó. Rồi để mình lấy nó ra. Đó. À. Đây nó đã các bạn, đứt luôn nè. Đó con này khoảng 100 kg các bạn. Rồi ở đây mình có tìm được con 100 kg nè. Đó. Cái con ở trong đây nó có một con giống đó nè các bạn. Đây nè, đây có một con giống nè. Đó, 100 kg ha. Rồi, bây giờ thì mình nối cái chân này cho nó dài ra, mình thay vô ha. Đây. Đó, mình nối cái chân dài ra. Rồi các bạn nhớ tìm cái con trở nào mà nó có cái chân này nó lớn lớn nè các bạn. Đó, nó có cái chân nó lớn 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 gì nè. Tại vì cái chân nó lớn vậy thì ít ra nó cũng lâu bị oxy quá nó xét ha. Đó. Rồi, vậy thì mình thay vô cho nó. Đó. Cái này hiện tượng của nó là nó tắt một lát, mình mở lên là nó được nữa các bạn, chứ không phải nó tắt là nó tắt luôn ha. Tắt lát cái mình mở lên được nữa, rồi xong cũng một lát khoảng 5-10 giây gì đó nó cũng tắt nữa. Thì cái này là nguồn thì chắc nó còn ha, nguồn chắc nó chưa có hư, nó chỉ là hư phần tụ với mấy cái con linh tinh nhỏ nhỏ này thôi, chứ cái IC nguồn chưa hư ha. Đó, xong rồi thì mình dò sơ bộ lại, mình xem coi có cái phần nào nó bị hở chân không, do mình cầm cầm tới cầm lui vậy nè, mình lật qua lật lại đó. Rồi cái chân nào mà nó muốn gần hở đó, rồi nó hở luôn. Thì sẵn đây thì mình chấm cái mạch lại cho kỹ ha. Rồi, giờ gắn vô ha. Rồi, sau khi mà
Mình gắn này xong rồi các bạn, mình cấp tín hiệu vô mình hát thử ha, thử coi nó chạy êm không ha. Đó rồi, bây giờ mở lên ha. Đó, đơn rồi đó. Khán giả mà còn giống lên tiếng chuông báo động về vấn nạn mua bán trẻ em đang nhức nhối xã hội. Đó. Quý khán giả đang xem phim tài liệu Chúng tôi đã trở về như thế nào, phát sóng lúc 20 giờ 10 phút thứ tư ngày 21 tháng 8 trên VTV1. Dám sống là điểm hẹn đầy năng lượng với khán giả vào sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV1. Chương trình giới thiệu về những con người dám nghĩ, dám Bị làm, cái đốm này là do người ta làm nó bầm đó mà. Số phát sóng ngày 24 tháng 8 là câu chuyện về anh Lê Hồng Công, người châu Á duy nhất thi Iron Man tại Áo, một trong các đó. thử thách khắc nghiệt nhất thế giới. Hình ảnh tái hiện cuộc thi cùng chia sẻ trong phóng sự giúp khán giả cảm nhận được ý chí và nghị Đừng lực phúc của ạ. nhân vật. Quý vị đón xem Dám sống phát sóng Thường là ngày nó 24 5 tới 10 giây là nó tắt rồi các bạn. Rồi, để cho chạy chút ha. Chuyên Tiền Giang với số điểm ấn tượng 400 điểm. Hiện ba thí sinh đã có mặt tại ngày hôm nay là Trần Thế Trung, trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An; Nguyễn Hải Đăng, trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa; Nguyễn Bá Vinh, trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ. Cuộc thi quý 4 ngày 1 tháng 9 rất tìm ra chủ nhân của tấm vé cuối cùng tham dự cuộc thi chung kết năm vào ngày 15 tháng 9 trên kênh VTV3. Đó. Rồi, nãy giờ cũng lâu ha, mà nó không tắt đâu bạn. Này mình không có quay lâu được. Tại vì quay lâu kéo lại dài thời gian của các bạn á. Rồi, để mình thử cho nó lâu vậy đó. Xong rồi mình cũng hát cho thiệt lâu ha. Rồi, thì vừa qua mình cũng đã chia sẻ với các bạn cách sửa lại một cái TV LCD Samsung. Này hiện tượng của nó là mở lên mình hát khoảng 5 tới 10 giây là nó tự nó tắt, xong rồi mình rút điện ra gắn lại là nó hát nữa, cũng khoảng 5 10 giây là nó tắt qua. Rồi. Nếu như thấy hay các bạn bấm like, share và đăng ký kênh ha, để nhận được nhiều video mới hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.